Ngọc Diệp xin chào quý vị, cô chú anh chị và các bạn thân mến. Em Ngọc Diệp chào anh. Mình cũng chào Ngọc Diệp và cộng đồng mạng trong và ngoài nước có một ngày tốt đẹp và thuận lợi cho mọi công việc. Dạ. Rồi anh cho quý vị khán giả cũng như các chị sắp đến bên đó biết là anh tên gì, sinh năm bao nhiêu và đến từ đâu ạ? Mình Trần Văn Hên, sinh năm 1970, trong giấy thì 1969, tuổi thật là mình 1970, đến từ Bạc Liêu. Trong giấy thì năm nay anh 55 tuổi. Đúng, anh nhìn vô đây nè, anh ngồi thẳng cái đầu lên. Rồi để tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai anh em mình này, anh có cho phép em Ngọc Diệp sử dụng hình ảnh cũng như là video đăng lên mạng xã hội và không xóa được nha? Đồng ý em. Anh chịu trách nhiệm lời mình nói trong video này. Ok. Dạ. Ông anh nói đồng ý. Đồng ý. Dạ. Rồi hiện nay tình trạng hôn nhân của anh Hên như thế nào anh Hên? Mình đã ly thân thì lâu rồi, nhưng mình đã ra tòa thì hơn được 5 em. Dạ, là ly thân rất là lâu rồi phải không? Ly thân rất lâu, nhưng mà đã ra tòa thì hơn 5 rồi. Dạ. Rồi hiện nay anh và chị có bao nhiêu người con anh Hên? Anh có hai người con, mà hai đứa gái không, gả đứa, còn đứa sống cùng với mẹ. Yeah. Rồi từ lúc mà anh chia tay với chị thì anh có quen thêm người nào không anh? Không em. Ở mình vậy luôn hả? Rồi hôm nay thấy cô đơn quá, mình đi kiếm người hả? Cô đơn quá và mình muốn tìm một người bạn sống quãng đời còn lại đó. Yeah. Anh có gì anh nhìn vô đây nè, cho các chị nhìn rõ hơn anh. Hôm nay sao hình nó hơi tối, do cái đó mấy cái dù nó che, ngoài kia thì nắng quá ngồi không được. Mong quý vị và các bạn xem cũng thông cảm. Rồi hiện nay anh Hên mình làm công việc gì anh Hên? Anh làm bên xây dựng em. Đó là mình lãnh luôn hay là mình cũng như công ty nó giao khoán chỗ nào thì mình đi làm. Dạ, như mình lãnh thông qua công ty ha. Đúng rồi, cũng dạng như là một cái thầu giỏ, thầu phụ vậy thôi. Thầu phụ, thầu giỏ đó. Đúng rồi. Rồi vì khi mình không có lãnh được, mình có đi làm cũng bạn bè anh em thì cũng nhiều đối tác, rồi bây giờ mình cũng hỗ trợ bên nay bên kia. Dụ như mình không có lãnh được thì mình vẫn phụ anh em làm ha. Ok. Ở thu nhập mình lương tháng khoảng nhiêu anh, đủ sống không? Cũng tạm ổn thì chắc trên dưới 15 được. Làm đủ việc dưới 15 đi ha. Thì giờ hiện tại anh sống con mình thì mức lương đó là anh sống rất là khỏe rồi. Nếu mà sau này gặp cô nữa thì mình ăn uống như dạng bình thường thôi, không có gì hết thì cũng dư sức ha. Rồi anh cho quý vị biết là trong cuộc sống hàng ngày á, anh Hên có điểm mạnh điểm yếu gì anh Hên? Nói chung là điểm mạnh thì mọi công việc khó khăn thì mình khi mình thích làm là mọi công việc cỡ nào mình phải làm. Còn cái điểm yếu thì nói chung lâu lâu mình cũng buồn buồn á, mình mà buồn mà không biết nhậu thôi đi uống cà phê, có điểm yếu mình uống cà phê hơi nhiều. Mà không biết nhậu. Cái này là điểm mạnh chứ điểm yếu gì? Không. Cái điểm yếu mình uống cà phê biết cái phần đó là không tốt. Thôi vì khi kệ mình bớt tự tưởng được, mà mốt chuyển qua uống cà phê sữa cho sữa thêm vô. Được vậy là tốt. Chứ còn mà cái điểm yếu của anh mà không biết uống rượu là cái này là dạng điểm mạnh của các cô đó. Anh thấy yếu nhưng mà các cô là xem anh là điểm mạnh đó. Mình chẳng biết uống nhưng mà số lượng nó không được nhiều em. Thì dù đám tiệc cũng làm được một hai lon thôi. Được. Cái đó được. Tiệc tùng là làm được. Nhưng mình làm thứ bảy chủ nhật anh em là rủ, hôm nay tạm ổn thì dừng lại. Thường em thấy là thờ hồ là chiều thứ bảy là dậu dữ lắm Nhưng mà anh cái phần đó hơi thua anh ta. Thôi kệ, mình thua bằng mọi người. Chấp nhận mình thua ở đó đi. Nhậu không được ai. Anh nói gì anh nhìn vô đây nè anh Hên. Hiện tại thì anh đã ly hôn với chị rồi. Và cái công việc anh nói làm hồ nãy là anh làm ở đâu? Nói chung là làm vòng vòng Sài Gòn, các quận, thầu giao chỗ nào thì mình đi làm chỗ nấy thôi. Có công trình mình đi. Anh lãnh ví dụ như là theo gói, ví dụ như một cái căn nhà đó là... Đúng. Một lấy cái khối lượng. Cư đó là bao nhiêu, anh lãnh từng phần. Tính khối lượng. Rồi trên Sài Gòn anh có nhà không? Không anh. Anh hiện nay anh đang ở Sài Gòn là anh ở trọ. Anh ở trọ, anh ở Vĩnh Lộc đó. Rồi ở quê mình có nhà không anh, Bạc Liêu? Có nhà cùng với mẹ đó.
khi mình chia tay với vợ mình về sống với mẹ. Dạ. Nhà ở Bạc Liêu. Hai bác vẫn khỏe anh à? À, ông già mất rồi còn bà mẹ không? Dạ. Bà mẹ cũng lớn tuổi rồi. Dạ, sẵn thì anh hên cho các chị biết là trong gia đình anh có mấy anh chị em ruột? À, có được 7 anh em. 7 anh em. 7 anh em, mình là thứ ba. Dạ. Nãy ngồi tâm sự với anh nói hầu như là anh đâu ở quê gì ha, anh ở thành phố. À, ở thành phố là đa số. Ừ. Thì công việc ở trên này tiệc tùng thì mình mới về quê thôi. Có đám tiệc là anh ha. À. Dạ. Còn đa số chạy theo công việc trên này Sài Gòn là nhiều. Dạ. Chắc Tết anh cũng ít về nữa ha, đám tiệc thôi vậy. À, đi Tết rồi về thôi, đám tiệc. Ừ. Rồi trong cuộc sống thường thường mà anh công việc rồi nó xong xuôi rồi á, đến lúc mà mình rảnh rỗi đó, anh thường có cái sở thích gì không? Anh nói chung là mình không biết nhậu thì những ngày có công việc thì mình đi làm, còn không làm đa số là cà phê là nhiều. À, yeah. Mình... cà phê có sao đâu. Tại bạc vô cà phê. Dạ, yeah, rồi. Rồi hôm nay anh đến chương trình này, anh muốn chương trình là giúp anh là tìm một cái mảnh ghép còn lại, phần đời do còn lại. Anh đưa ra cái tiêu chí đi. À, thì mình cũng đến đây nhờ Ngọc Diệp thì một người bạn cũng không cần giàu gì, chỉ có một cái tấm lòng để quãng đời còn lại mình cùng chia sẻ đoạn cuối vậy là mừng rồi. Yeah. Mình mong muốn một cái người đó là có tấm lòng thật, nó là mình rất mừng, là mình cũng muốn người ta thật mà mình cũng phải thật với người ta để quãng đời còn lại tuổi già mình cùng chia sẻ. Yeah. Đau ốm giữa một lúc buổi chiều như thế này thì có hai người cũng đỡ, khi một mình thì cũng hơi bị căng. Dạ. Rồi em cũng hy vọng là sau cái video này thì các chị sẽ điện lại để gặp anh ha. À. Rồi anh có quan trọng là chị đó ở vùng miền nào không? À, một vùng nào cũng được, anh không quan trọng đó. Một là anh đang đi tìm một tấm lòng, không dùng. Rồi chiều cao cân nặng anh có quan trọng không? Không. Không luôn, anh mình cũng dễ ha. Cần một tấm lòng. Yeah. Bạn chi kỷ quãng đời còn lại. Cân nặng chiều cao mà nó không quan trọng. Tôn giáo sao anh? Không quan trọng luôn. Không quan trọng luôn. À, miền nào mình ra đồng ý. Riêng mình thì mình miền Tây, mình đạo Phật, còn đạo nào thì vẫn chả sao. Nếu thương dâu rồi thì coi okay. Đạo ai nó giữ cũng được ha. Đúng. Nếu mà mình thương thì cứ đạo ai nó giữ cũng được đâu. Đúng. Nếu mà còn như mà mình về mình tâm sự thêm mà thấy đồng cảm gì đó nữa, mình cũng có thể là chấp nhận đạo này đạo kia được. À, thì giờ mình sống với nhau thì tất cả cái gì bên A bên B thì tất cả dần dần thì mình cũng phải quen thôi. Yeah, đã là rồi. Tính ra một gia đình thì tất cả cái gì mình phải nghe tiếng nói chung đó, mình để sống cho được. Vợ mình thích cái gì thì mình chịu, mà mình cái gì thì vợ mình biết chịu, mình chắc cái cuộc sống lúc nào cũng phải im ấm thôi. Yeah. Anh Hên cũng nên nói cái quan điểm của mình cho nó rõ chút xíu, để gì khi có nhiều chị ta nghe dạng như là mới anh nói chung chung á, nhiều chị không hiểu để điện lại rồi sau này rồi mất thời gian quanh bà chị đó. Ví dụ như là anh có cần, anh đang là ở một mình không vướng bận con cái, ví dụ như chị đó có đứa con hay hai đứa con gì đó rồi muốn theo anh luôn, hay là phải là độc thân như anh không? Ví dụ mình có một người nào thương mình mà cái cổ có con thì mình cũng phải thương vợ, phải thương con, là phải chấp nhận công việc đó. Mình bản thân bây giờ thì mình đã ly dị thì mình đã con mình hai đứa, một đứa thì cũng lớn đã lấy chồng, một đứa sống với mẹ, thì giờ mình không vướng bận gì hết trơn. Khi mà mình thương người nào thì người đó có con thì mình phải chấp nhận thôi, thương mẹ thì phải bế con là chấp nhận. Ví dụ là mình đàn ông thật sự, nhưng mà mình phải tính như ta thương mình mà con người ta bỏ đâu thì cái chỗ đó không được. Yeah. Anh phải chấp nhận. Đúng rồi anh Thanh. Yeah. Với lại là phần giữa tuổi anh và chị mà đến với nhau thì các con cũng lớn hết rồi. Đúng rồi, các ra không, không đứa nào còn bé đâu. Ở riêng ở tư nó rồi chứ phải. À vậy. Ok. Rồi anh có quan trọng là nghề nghiệp gì không? Ví dụ như cái chị đó đi phụ quán cơm này hay là may vá rồi. Nghề nào cũng được em. Dân. Nghề nào cũng có tiền. Bây giờ ví dụ cổ bây giờ cũng chưa biết mình thì cổ có cái nghề gì. Nhưng mà khi biết mình thì mình có cái nghề thuận tiện thì để đôi vợ chồng mình bàn với nhau thì cổ làm ra những công việc thuận tiện để thu nhập hàng ngày. Qua thì mình khi nào mình làm được thì vợ mình nó không có làm thì chắc là cuộc sống cũng sống được. Vậy bây giờ mình cũng lớn tuổi mình đi lựa làm ngày này ngày kia mình mới chịu, đừng nên làm công việc đó. Yeah. Mình không còn cái gì mình hay ho rồi mình đi lựa người ta làm chi. Yeah.
nó ổn ổn gì là được rồi. Dạ ổn ổn hả? À, rồi anh 55 tuổi này, rồi anh muốn là cái chị đó độ tuổi bao nhiêu mới hợp với anh? Không, tự bằng mình, lớn hơn 1-2 tuổi thôi, chứ đừng có lớn quá, mà đừng có nhỏ quá là chắc lẽ anh ta cũng không thương mình. Dạ. Anh năm nay 55 tuổi. À, nếu mà anh chắc có thể là từ 45 đến 57 đi ha. Ok. Có thể nhỏ hơn chút xíu hoặc lớn hơn 1-2 tuổi cũng được ha. Thôi tính từ 45 trở lên chứ đừng nhỏ quá. Thì nói ví dụ thôi, lỡ có người nào lên đây thương anh rồi sao, không lẽ không cho người ta cơ hội. Thấy mình già quá, người ta nhỏ không tội cho người ta. Dạ. Thì đó mình đưa ra đó là đây là cái quan điểm giữa anh em mình tâm sự nói chung chung thôi, thì còn các chị xem chờ các chị đồng cảm đó chứ. Đó. Rồi ngoài đó ra anh Hên còn muốn gì ở chị đó nữa không? Không, mình thấy cũng đơn giản gì vậy. Yeah. Tất cả cái gì cũng giờ mình đang đi tìm, mà giờ ví dụ có mẫu chuyện gì chưa có thuận tiện mình thì chắc có lẽ khi mình sống với nhau thì mình cũng chia sẻ. Mà dần dần thì chắc có lẽ người sống với mình cũng đồng cảm với mình dần dần. Không có, anh phải đưa ra một cái quan điểm nó rõ ràng một chút, ví dụ như là muốn người đó tính tình như thế nào nè, là vui vẻ hay là nó khó khăn gì, hay là người hòa đồng. Thì tất cả trong cuộc sống thì ai cũng có thích cái vui vẻ là cái chuyện là cái chính này. Còn những khi mà người mà mới sống với mình mà với điều kiện có chặt chẽo gì thì chắc lẽ dần dần thì mình cũng tạo được. Đó, anh chịu khó có vẫn đó được. Anh ta khó ấy, thì mình tạo làm sao để cho ta khỏi khó. Đó không sao. Thôi kệ, ta muốn giận thì mình đúng chịu khó mình dỗ ha. Đúng không? Ừ. Thì mình cũng có chiêu thức thấy vợ mình nó giận thì thôi mình nín. Yeah. Thôi mình nhịn cái đi. Rồi để cho nó vòng vòng nó xong, để nhịn để làm gì, để gia đình yên ổn thôi, chứ không phải để nhịn ăn thua. Yeah. Dư cái gì và thiếu cái gì không. Yeah. Sao đó được. Anh muốn cô đó là dụ với người phụ nữ gia đình làm biết nấu ăn ngon hay là người hiện đại, người xã hội? Nói chung là trong mái ấm gia đình bên phái nữ, đàn ông mong muốn nấu ngon là cái đó là rất mừng đó. Là anh là cái đó là anh đồng ý. Rồi giờ tới anh nè, đó anh cho các chị biết là trong cuộc sống hàng ngày anh có hay khó tánh không này, hay có tánh gia trưởng gì không nè? Không, anh không có gì gia trưởng. Cái vợ con hay là cái gì mình tạo làm sao mình trước khi mình xử sự trong công việc hàng ngày mình làm sao mình trước khi mình suy nghĩ mình làm như gì để đối phương mình có vui hay không, mình phải làm. Mình cũng biết suy nghĩ đắn đo chút chứ. Mình làm chính bản thân mình không vui người khác sao vui được. Cái đó không sao, cái đó anh ổn vô cái phần đó. Ừ. Ví dụ như giờ chị đó không có nhà cửa gì hết rồi anh tính sao? Bây giờ ví dụ không có nhà cửa, thích về Bạc Liêu sống, đừng có chơi xa, anh sẵn sàng. Nhưng mà anh thì sống Sài Gòn. Còn ví dụ mà thích cùng sống với Sài Gòn thì mọi ở người cùng ha, bươn chải để sống Sài Gòn. Lâu lâu thì mình muốn về quê thì chuyện gì về quê với mình. Dạ. Thôi mà hy vọng nếu như có chị nào có già nữa thì càng tốt ha. Đúng rồi, nếu mà các chị nào có nhà mà không thích về bên mình thì khi mình gặp nhau bàn bạc thì mọi vấn đề mình sắp xếp sao của đó cũng được. Được, được. Dạ. Chứ giờ ví dụ về tỉnh thì cái khó khăn làm ăn thì thu nhập không được, mà mình thì ở trên Sài Gòn mà vợ mình ở dưới tỉnh thì nó Bạc Liêu cách 350 cây thì thấy nó cũng hơi căng. Đừng xa lên mà xuống cách lòng ha. À vợ chồng sống với nhau mà đi lên đi xuống thì hơi kẹt. Rồi thì chắc là ví dụ mình thuận tiện thì khi không sống thôi, sống thì bàn bạc là thôi em làm gì nhẹ hoặc vợ thu nhập ít, anh làm nặng hay là gì cũng được chứ để mình còn gần gũi. Không sống với nhau là tuổi già rồi mà người ở Bắc, người ở Nam hay là người ở Sài Gòn, người ở Bạc Liêu thì nó cũng căng quá. Căng quá. đã đêm nay hôm nay đã đi tìm mảnh ghép phần đời còn lại rồi mà còn về còn ở mỗi nơi đúng, nữa đúng. Thôi ha. Cái đó nó hơi bị hơi căng mệt quá. Mệt trong lòng. Rồi cái này mới quan trọng nè, đó khi hai người anh và chị đã hợp nhau rồi á, anh có cái gì để tạo lòng tin cho chị không? Có chứ. Tất cả gì mình bên phái nam thì mình cũng mong muốn mình nói với phái nữ bằng cái miệng thì chắc có lẽ là không cái gì để ai tin tưởng đâu. Yeah. Đó. Tất cả cái gì cũng vậy, mình phải làm cho người ta niềm tin. Yeah. Người ta mới thương mình. Bây giờ cần mình nói có thể mình nói ngàn lần nhưng mà thực tế mình không có làm được, nói chứ không làm thì ai mà tin mình. Đó là không sao, cái đó anh hiểu được phần đó. Thì sẵn anh hiểu anh nói cho các chị biết luôn đi. À, nói gì nói phần này em. Ví dụ như cái lòng tin đó, ví dụ như là anh vẫn có dẫn về ra mắt không này, rồi làm gì đó nữa không? Thì đúng rồi, cái chấp nhận khi là mình, mặc dù là mình già thật, tuổi lớn rồi, nhưng mà khi các cô nào
sống như mình, nói là anh thôi tiền để mình xây dựng mua sắm cái này kia thì đừng có làm tiệc làm đám đó, anh không đồng ý. Ít ra bây giờ vụ mình không làm lớn cũng làm nhỏ, trong khi đó là cũng làm cái đó thì cũng một hai mâm được rồi, dụ đúng. Như là ba dụ anh cho người ta cái danh phận, dụ như là giấy Đúng hôn đúng rồi đúng đó. đúng mà giờ dụ mình tuổi này mình không thể là đám cưới, có thể là tuyên bố cho Đúng họ rồi, hàng đôi bên ừ. biết Chỉ là làm mâm hai được rồi, người cùng hai sống ba nhau. mâm, nếu có điều kiện thì mình làm lớn, không có làm một Đúng, hai mâm ok. thôi. Chứ còn vậy là ở nó sắp nhau mà cùng xách giỏ xách túi cùng nhau sống thì anh không thích phần đó. Đi về dễ thì về dễ thì đi, đi cũng dễ, không thích. Rồi, hôm nay anh Hên rất là tiêu chí của anh cũng đơn giản thôi. Giờ cũng kết thúc chương trình, anh gửi lời gì đến các chị đi, rồi anh em mình kết thúc ha. À thì cuối chương trình thì mình cũng gửi những ai mà coi kênh của Ngọc Diệp thì thấy của mình có thích thì liên lạc với Ngọc Diệp để Ha. mình cùng tìm hiểu. Rồi. Trong quãng đời còn lại nếu mình thích với nhau thì mình cùng sống chung với nhau. Đó là Dạ. cũng cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi kênh của Ngọc Diệp. Rồi anh chào Đúng. quý vị khán giả luôn À, dạ, chào khán giả. rồi. Một ngày tốt đẹp. Rồi hôm nay em cũng cảm ơn anh Hên đã đến với chương trình. Trước khi kết thúc video, Ngọc Diệp cũng cầu chúc quý vị một ngày sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Dạ em chào anh Hên.